có ao, có vườn, cà phê đẹp, nguồn thu mạnh, tổng diện tích 1 hectare, cà phê đẹp anh chị ạ, đường xã đi lên này, tổng diện tích 1 hectare nhá, còn thiếu 400 mới đủ 1 hectare, nhưng mà hiện tại những cái vị trí chưa vào sổ thì nó phải hơn 1 hectare, cả thì đẹp như thế này, tổng diện tích như vậy, và mặt tiền bê tông của nó là 100m mặt tiền bê tông. Đây là đường bờ biên anh chị ha, chồng đang quay bờ biên để cho anh chị thấy. Đấy, cà phê này. Bên dưới là ao. Đất này thì nó không không có dốc đâu nha anh chị nha. Thoại nhẹ. Cách đường nhựa chỉ có 50m. Đó. Quay xuống ao anh chị ha. Đây. Mình sẽ đi từ từ để cho anh chị xem thấy cái vị trí này nha. Hiện tại đang đi ra đường bê tông, đây là dưới chân rẫy. Đó, cà đẹp. Bằng phẳng. Đất này thì thuộc thôn Nam Xuân, xã Nam Đà, huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Nó cách đường nhựa mà đi về Nam Xuân á, cách đường nhựa đi về xã Nam Xuân á thì tầm 50m thôi. Nhưng mà ôm mặt tiền là 100m. Mặt tiền này thì nó có nằm trên sổ luôn anh chị ha. Nằm trên sổ. Có nghĩa là sổ thể hiện đường bê tông 100m. Ngay gần khu dân cư. Đó. Thì anh chị biết rồi, nó cách đường nhựa có 50m thì nó là khu dân cư đó. Đó, cà đẹp đẹp như thế này. Rồi, video này có thể hơi lâu anh chị ha. Tại vì mình đang đi từ dưới chân đó lên đây khoảng tầm hơn 100m. Đường này là đường để chủ nhà xuống để kéo máy tưới thôi anh chị nhá. Cái đường này này, kéo máy tưới, kéo máy xuống ao để tưới. Chưa ở hai bên, như là mỗi bên chưa ra 1m. Đó. Rồi, đến đoạn trên đẹp này. Bắt đầu vào đường bê tông anh chị ha. Tổng diện tích là 1 hectare. Sổ sắn, sổ đang ở nhà. Đây. Mặt tiền bê tông này. Có nhà luôn anh chị ha, có nhà có cửa của người ta này. Lô này thì chỉ có nhà nhưng mà hiện tại nhà dân họ đang ở này. Đó. Lô này thì bắt đầu từ đây. Kéo xuống cái cây cao cao đó. Ra đường nhựa thì nó chỉ còn 50m thôi. Mặt tiền bê tông này là 100m. Đó. Ôi, đất đẹp hả anh chị ha. Mà chủ nhà mong muốn bán. Cho nên bán rất là rẻ. Chỗ này là chưa tới 100 triệu một sào anh chị nhá. Chủ nhà đang chờ bọn em chào là có 950 thôi. Nguyên cả đám này. Tổng diện tích 1 hectare, 100m bê tông. Nguyên cả đám này là có chỉ có là 950 triệu thôi. Đất này thì thuộc thôn Nam Xuân, xã Nam Đà, huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cách đèn xanh đèn đỏ Nam Đà chỉ khoảng 3 cây. Đó, mặt tiền đường nhựa thì 50m. Mặt tiền đường bê tông á, thì là kéo dài 100m mặt tiền thể hiện trên sổ. Cách đường nhựa thì 50m. Đó. Anh chị quan tâm thì hãy gọi cho trọng để biết thông tin chi tiết, cũng như là để lấy vị trí và sổ sách của nó. Thì giá cả của nó là 950 anh chị ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video nha. Anh chị cảm thấy là ưng lô đất này, hoặc là muốn tham khảo những vị trí, hoặc là tham khảo hình ảnh của nó, thì cứ inbox cho trọng, trọng sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như sổ sách, giá cả, và có thể là liên hệ trực tiếp để cho anh chị gặp chủ nhà và trao đổi giá và chốt nha. Rồi, cảm ơn anh chị theo dõi video.